làm đánh cho vui. Giờ trái kèo của Aki. Aki ơi, còn thấy mình nói Aki hay là đang đi coi giải Aki? Game này chơi kèo nha. Để mình vô mình đọc kỹ nội dung cái. Chỉ là một món đồ đam đúng không? Còn như là phải lên tăng đúng không? Mình xem ở đây là hợp nhất đó. Một ở đây bất kỳ cho Ly chọn nè. Chỉ lên đúng một món đam hoặc đồ tốc độ đánh, còn lại lên tăng thắng hốc nhẹ 20 đô. Một ID bất kỳ do Ly chọn chỉ lên đúng một món đam hoặc tốc độ đánh. Một món đam hoặc tốc độ đánh còn lại lên tăng hả? Má quả nó nhảy ra xô địt mẹ đéo nhảy đi nhảy độ nó cover team rồi má nó thánh. Cái tầm nhìn nó địt mà nó quả đâu. Nếu mà lựa chọn để mình xem. Đang cho mình gợi ý cho mình gợi ý cái. Chỉ một món đồ đam thôi. Và rớt nếu mà lên cùng cung. Chỉ có con cốc mo là cốc mo hoặc là bay nè. Khó quá ta, 20 đô khó khăn dữ ta. Con cái sao bây giờ, con cái sao cái cuồng đao lên cuồng đao rồi lên mấy món kia hả? Ôi con cái xong rồi, chỉ có con bay nè. Con bay nè chỉ là cái nội tại nó, một con bay nè hai con cốc mo là cái nội có cái chiêu mà bù lại sát thương nhiều nhất. Chứ con cái sao là không có đủ đồ khó chơi lắm đó. Thì khi con bay nè lên là còn được bắn tăng tí nữa. Mới làm có sai không vậy? Má vô mà chơi kiểu đó bị chửi là mình phải mút hết, mình không mở chat là ai hết đó. Mình chỗ cái đồ giờ đẹp ghê đi mẹ. Em mờ được xả mờ đi hủng bông cho tỉnh mấy che nè, thiệt luôn hả? Ngon ngon vậy. Em vừa được xả mờ đi thủ môn cho tỉnh Bến Tre để anh nghe đi. Mà sao là em lại thích chụp hủng bông cho anh thì thích đó, một là tiền dễ, hai là đã tiền đạo hơn. Không, anh có thằng em nó cũng thích đá banh, nếu mà nó anh đang khuyên nó nếu mà học đá banh thì nên học cho tới luôn, tại đây bây giờ nó mới học có lớp 1, lớp 2 rồi. Anh nó lớp 3 chứ, nó lớp 3, nếu mà nó vậy nó phải chơi cố gắng. Nó đá cố gắng lên. So big chi la ba. Sau này nó có thể làm cầu thủ tại cái thể trạng bây giờ nó đang tốt lắm, to người to khỏe chạy nhanh nữa. Không biết kỹ năng này ra sao kì, cái này do chắc do bẩm sinh của nó thôi, để xem nó có quen với trái bóng không. Nhưng mà mình muốn nếu được thì nó làm cầu thủ. Tại giờ cầu thủ bây giờ ngon quá trời. Giống như cái game hồi xưa đi Tân, giống như cái game FIFA hồi xưa á, anh cũng đá được lắm. Nói chung là anh hồi FIFA 2 anh cũng đá được lắm, tụi bạn nó kêu là đi đá giải đi. cảm ơn nhiều nha, đam mê soạn. Rồi thì giống như là hồi trước anh đá FIFA cũng được nha, FIFA 2 á thì bạn ngủ đi đá giải đi hay này nọ lọc các kiểu mà không thích, nói chung là không có đam mê là không có chơi được. Ôi quả đó kiệt sức thằng Lucian đỡ ha máu rồi, mẹ muốn tới luôn. Rồi, đáng qua khúc này anh tâm sự với em.
vậy không cứu nó đâu. Ôi nó đây luôn, nó đây luôn. Còn hả, mình đã kéo rồi rước gì nữa vậy? What? Quá lon thôi. Ông không phóng qua luôn kìa. Họ ok, cảm ơn em nhiều nha, cảm ơn em. Có lên em, có thành công nha. Nói giống như em phải lấy trường hợp cũng bay lên, nó đợt nó bên game nó nghỉ nấu nhiều quá nên đâm ra kỹ năng nó xuống rồi, phải cái tốc độ phản xạ rồi gì cái kiểu nó giảm hết luôn, nó không còn như trước nữa. Ok, bye bye em. Nó banh vui vẻ nha. Khi nào có dịp vô Sài Gòn đi đá banh với tụi anh, tại tụi anh cũng đá mà toàn là thiếu chân chụp không à. Ai cũng đá không ai cũng lười chụp hết. Bye bye em nha, cảm ơn em. Tí thành công rồi. Nó hẹn nè. À, xong rồi. Aki ơi, Aki không biết còn xem không ta. Không biết Aki còn ở đó không nữa.
Aki ơi. Aki à. Aki. Không khóc nhẹ 20 đô nha. Aki ơi.